khai thác hải sản ở vùng biển khơi, nhưng tàu cá của gia đình bà Hội không đảm bảo các loại giấy phép theo quy định của luật thủy sản. Đồn biên phòng Bình Thạnh đã thông báo cụ thể bằng văn bản và yêu cầu gia đình cam kết thực hiện theo đúng quy định. Là bên này là bộ đội lực lượng địa phương tới đó, và nó là thông báo là gai là của anh Trần Sáu á, là giấy tờ đăng kiểm thiếu, bây giờ là phải làm cho đầy đủ rồi mới đi biển được. Nếu mà không đầy đủ giấy tờ á, là đồng biên phòng với địa phương không xuất cho đi biển. Tôi con gái là chồng tôi về, tôi sẽ nói lại với chồng tôi luôn. Khu vực cửa biển Sa Cần thuộc huyện Bình Sơn có khoảng 600 tàu cá. Hiện còn nhiều tàu cá chưa đăng ký đăng kiểm, hết hạn đăng kiểm và không có giấy phép khai thác. Khắc phục tình trạng này, đồn biên phòng Bình Thạnh phối hợp với địa phương đến từng nhà chủ tàu thông báo những thủ tục còn thiếu và yêu cầu ngư dân hoàn thiện. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh hải sản chỉ được phép thu mua sản phẩm đánh bắt hợp pháp có nguồn gốc rõ ràng. Đối với các cái đơn vị thu mua ấy thì đơn vị cũng đã tiến hành là cho cam kết là không mua bán trao đổi hàng hóa với các cái tàu cá hết hạn đăng ký đăng điểm. Các tàu cá mà vi phạm về khai thác IUU không bảo đảm các quy định khi khai thác hải sản thì các cái bến cá cũng đã tiến hành là cam kết và quy định chấp hành các quy định khi mua bán, trao đổi hàng hóa. Nhiều chủ tàu, thuyền trưởng lâu nay hoạt động không có giấy tờ đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để được hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Đó là qua công tác tuyên truyền và việc kiểm tra kiểm soát của biên phòng cũng như là việc công tuyên truyền của các cơ quan chức năng có liên quan. Thì số tàu thuyền đã được cấp giấy phép thì hiện nay đã được tăng lên so với tổng số là trước đây chưa được cấp giấy phép. Lực lượng biên phòng đã tích cực phối hợp với các địa phương tuyên truyền vận động ngư dân cùng chung tay đưa hoạt động nghề cá đi vào nền nếp, khai thác và đánh bắt theo đúng quy định và đạt hiệu quả.